Mới đó. Ta lấy thêm hai đậu nữa đi. Lấy thêm đậu nữa. Thôi chọn miếng không. Thôi đơn giản mà ngon ha. Nhưng mà lửa bự mà không ngon. Tại vì á, hôm trước á, tôi gặp câu cụ đó, thấy ông già mình suy nghĩ. Mình tưởng đâu bên đây mấy ông già đi tu á. Đi tu là ở chùa cái giờ là không có công quả được rồi. Rồi đi ra ngồi ngoài chợ Hồng Kông nó xin phải không? Tôi mới lết là tôi nói chuyện không ý của tôi thì muốn lết là tôi cũng muốn lo về đây luôn. Tại sao gặp ai đi tu mà màu cờ sắc áo cầu trậu vô tôi cũng lo về luôn chứ ngồi vậy kỳ quá. Có thấy cái ông áo vàng không? Áo vàng mà áo bắt đông á, chúng ta mấy cái sư các sĩ nha. Ông đó là tôi sắp về Việt Nam. Tôi gọi ra tôi ngồi chơi kia nào mình tưởng đâu thì không nói gì đâu, tôi đâu có rủ chi gì đây. Cái thầy Hiển mà không thầy Hiển cũng với thầy Tí mới nói tôi đó sư huynh này, mình thấy cái ông cha già này kỳ quá sư huynh nói sao. Làm bôi bát cái gánh bắt tông mình quá. Ông ngồi đâu có ông dở sổ, ông phe là ông nuôi mồ côi, ông đi tu từ thiện rồi vậy đó. Rồi cái đi qua lại vài ngày là ông Hiển cũng chở tôi đi, ông ngồi ông thấy ông này ông chưa không nổi. Ông tức cũng đi nghe ông kênh ông này. Học cái gì vậy? Gì vậy cô? À cô giặt đồ. Vậy là tối lấy dầm, rồi biết rồi. ông kênh này hỏi chứ em già. Ông nuôi một coi hay một coi nuôi ông? Đó. Rồi cái sáng nay ông gặp tôi, ông sợ lá luôn, ông gặp mới vừa lúc đầu vô chợ, cái nói chú, nói chú nghe nè. Cái cha mà, cha sư mà đi sau chú đó, là vì ông thường hẻo, ông nể tôi thường đi đâu, ông đi sau đó. Thằng đó nó có khùng không? Rồi cái chuyện gì đấy cha? Ông hỏi tôi tới giờ đó là ông nuôi một con, em một con nuôi ông. Tôi nói gặp tôi đang có khách nữa. Tôi nói gặp gì đâu không? Mà có ai mà thầy chùa mà mặc áo vàng khè, không mỏng chứ ông hòa thượng nha. À, hòa thượng nói cho chú nghe. Đó cái tôi nói chưa chắc ăn ngào lớn hơn ngào rồi nghe. Ông tử đâu là tôi chú tiểu mà thấy mình ra vô chợ vậy nha. Tôi nói chú nghe. À, hòa thượng á là hòa thượng đây nè. Mà cái chú đó nó đi ngang chọc hòa thượng hỏi chú thầy nuôi một con hay một con nuôi thầy. Chú nghĩ coi sao. Cái ông đã ở trong chùa chú hả? À, tôi nói thôi đi ông nội ơi, mình là đầu trọc với nhau, đừng có gây lộn ngoài giữa chợ rồi ta cười chết. Thiệt là tình. Mà ai đợi hòa thượng mà mặc áo ngồi ngoài chợ như vậy? Ngồi mà banh ra vậy đó mà khổ vậy đó. Sao nó càng ngày đã càng gì đâu không? Mà ông thấy ông hòa thượng đó, ông cụ có chọc ông không? Dạ. Ông cụ có chọc ông thầy đó không? Ông thầy nó mắng giốn nè. Không, ông nói là cái mấy ông mà đi chung với thầy đó. Ghẹo tôi, ghẹo hòa thượng. Mà ai mà hòa thượng mà đi xin hòa thượng? Bỏ tài rồi. Bây giờ ra chợ thôi đã đủ màu cờ sắc áo hết trơn. Ai mà cái bắt tông mà tao mặc áo nâu kẹt lắm. Bởi vì tôi đi chợ tại tôi mặc áo nâu rồi vậy đó. Mình đi chợ mình giao thiệp chuyện này kia chứ đâu phải mình đi vô mình truyền đạo đâu mặc áo. Nó tại sao cho nên ở Việt Nam ra đường mặc áo dài. Đây ai biết áo dài là gì đâu. Mà rồi một hòa thượng mà đi ăn mặc vậy rồi gặp ông Hiển ông chơi vậy. Cái giờ ông gặp tôi mán vốn tôi. Mai à, mà đã có ông Hiển nổi nóng ông vô rồi sao không? Nếu mấy cái ông nuôi một coi, một coi nuôi ông. Ông nói từ hôm nay là ông đấy, thấy ngứa quá thì mình. Ngứa quá mấy ông này bôi bát quá, ngồi đó rồi. Phe nào là nuôi trẻ em, nuôi người nghèo, một coi gì đó. Thôi tôi quên cản đi. Tất nhiên ông nào ông hỏi câu gì, ông này ông chặn đường tôi mang vô. Đúng là cái chợ là cái phức tạp rồi ha. Đủ thứ, đúng là mới gọi là thị đó ha. Chứ thị là vậy đó.
Ngày mai á, kệ đó, tôi suy nghĩ lắm. Mình cho người ta ăn á, mình cho homeless, cho mấy người vô gia cư rồi kệ. Cứ việc cho thôi chứ đừng có bàn luận gì ha. Người ta ăn á chứ không mắc gì đâu á. Rồi trước không ý nói chuyện như vậy đó, có nhiều người cũng cản ấy. Thôi bên Mỹ đâu có thiếu gì đâu mà cho làm chi. Nói chứ nhiều khi tại là lạnh người ta ngồi ta đi làm, ta có bánh mì ta ăn ta cũng mừng. Ý đó là nói mấy đứa, mấy người đó vậy chứ mà mướn dưới 10 đồng giờ ta không đi làm đâu. Thì cũng phải, mình nói chứ con người mình cũng lợi dụng người ta nữa. Cứ thường thường nói mẹ nó mạnh á. Cái chuyện gì nhẹ đâu bây giờ muốn mẹ đâu. Chuyện gì nó nặng gần chết bắt mấy đứa nó làm. Mình cũng vậy, có biết không, mình suy nghĩ. Phải không cụ? Cụ ngồi đây rồi nói chuyện cụ nghe nè. Thường thường người Việt mình nó đi mướn người đó, cái gì nặng là đi mướn mẹ đúng không? Đó, mình thấy cũng tội. Rồi bây giờ ngược lại đấy, anh mướn nó 10 đồng giờ nó không làm. Nó coi chứ nó giàu lắm. Nói chứ người ta giàu là nó có Việt biên qua đây. Mình nói đi cũng phải nói lại thì người Việt biên qua không có giấy tờ. Phải đi đứng ngoài Home Depot để đó. Cho nên mình nói mình cũng cảm thông chứ mấy bà nói quá cũng không được nữa. Dạ, yeah. Nhưng mà tổng lắm họ không có giấy tờ. Cho nên họ nếu họ có giấy tờ á, là đừng có nói. Họ mà có giấy tờ một cái á, là hãng thưởng không mình, người Việt mình chén có lợi đâu. Bởi vì người Mỹ họ rất là mạnh. Trên mấy nhà xui vậy nè nha. Mà họ đi đập họ đi, trên họ lên mấy cái chồng to lập nhà. Cái gì nặng cũng người Mỹ trên á. Nói chứ Mỹ nó cũng mở rào cho nó cũng nhắm mắt mở nó cho qua chứ hỏi cũng không cho mấy người này qua lấy đâu mà làm. Cũng công nhận nổi mà một cái ngày mà tiêu thụ của cái nước Mỹ này cũng nghĩ bao nhiêu trứng gà, bao nhiêu trái đây nè, nổi mấy trái này thôi nè, và bao nhiêu cái dân mà hiệp Trung Quốc này mà không có mấy người làm nặng thì ai làm. Cho nên kệ mình. Dạ. Đó, cái gì nặng mà mới hỏi đó nè. Cho nên tôi ngày mai mình đi bình biếu cho mấy người này cũng có người bàn nữa. Nói thôi người ta làm 10 đồng giờ nó không làm, lấy hơi đâu mà cho. Tôi nói thôi ai đó. Kệ mình ở đất nước này, mình được cái cơm áo ấm, mình giàu mình có nghèo hay không thể cũng hơn người ta. Ta vượt biên qua ta đâu có giấy tờ. Nói cho thử rồi mình đổi người ta coi rồi mình nghĩ sao còn thấy không. Trong khi nhiều khi tôi suy nghĩ tôi quá sung sướng đi, quay qua quay lại mấy năm cái mình có giấy tờ à. Còn bây giờ người ta chờ chừng nào còn có một cái cơ hội nào đó, cái ông tổng thống nào đó ổng ra cái ân huệ hay là tờ quốc hội ra ân huệ nó mới được, thấy không. Cho mình nghĩ về mình đáng thương người ta, cho nên tôi cảm thấy nhiều khi mình nghĩ mình thương mình phải cảm thông vậy đó. Trong khi mình qua đến nó học pháp, qua cái lũi có giấy tờ, không cái này cái khác cũng có giấy tờ. Còn người Mỹ đâu phải dễ đâu, có khi mấy chục năm không có giấy lộn lưng. Mà trong người ta ở sát ranh giới với Mỹ đó cô. Còn mình trong khi mình đi mình bay qua cả nửa vòng trái đất, mà mình qua đây giàu nghèo hèn cũng thể luôn ở học pháp. Còn ta sát ranh giới mà ta vượt biên qua ta khổ vậy đó. Nên vậy là quyết định ngày cuối năm cho là nữa ha. Kệ ai nói gì nói, mình cứ để ngày mai coi như thế nào vậy đó. Ta nói đó, bị thi đó, làm cái gì mà vừa đúng tâm mình làm vậy. Chuyện mình cho, ai nói thì mình làm. Đúng không thầy? Dạ. Cứ nghe mà cứ bị thi quá. Cái này mình đổ lại trong cái chỗ tôi trồng rau của quý vị ha. Cái mò đó nó mục chúng mình trồng ra nó tốt. Cho nên đời là cái gì cũng có thể nói được hết á. Mà trong khi sương gió lạnh lùng nắng nôi muốn chết, họ đứng họ chờ ai lại rước họ đi làm họ mừng hết sức mừng luôn rồi. Mà đâu có bao giờ rước việc nhẹ đâu. Rước việc gì mà nặng, chuyện gì mà nó không như bằng làm không nổi mới đi rước họ là đi đó mới mễ về làm. Mấy người ở đâu mình, người Việt Nam mình đâu có làm nổi mấy chuyện nặng. Dầu là người giỏi, có giỏi thiệt,
có cố gắng lao động thiệt, nhưng mà làm sao làm mạnh mà mấy mễ hay cô mời cô Hiền hay cô Hiền ha. Mễ nó thiệt quá trời mạnh. Mà sao họ ăn đậu không mà họ là mạnh vậy ta? Ăn đậu. Chắc ăn chất đậu đó cô. Chứ mễ là ăn đậu không á chứ. Còn nữa không cô? Dạ. Dạ cô ơi, để cho cụ làm tội cô ơi. Để cho tự lo cụ. Cụ để đó, hồi rồi đem lên trồng một thải đại đó trồng mặt. À, cảm ơn ông cụ, cụ lo tôi quá, tôi bắt nợ cụ ạ. Dạ. Dao này gọn ổn lắm cô. Còn nữa mà củ sắn còn nhiều lắm. Cái gì hả? Củ sắn còn nhiều lắm. Để lấy con dao. Để ngồi đó đi con lấy cho ướt. Đang ướt hả? Cái dao cứ gọt cái keo dao đào này. Nó dày quá. Cái dao kia kìa, con dao mà gọt á, con dao gọt, con dao thường đó, con dao thường đó, chứ đừng có dao bào bị củ sắn mà, củ đậu mà. Thiện trở về quê cô hương, chứ Thiện ráng giúp cho trò mấy con dao nha. Giúp con dao? Mà cho nó bé, tôi mày nó không có bé. Trời đất ơi. Tôi giữ vậy mà tôi mày dao không bé. Nó nói dao chùa này không có con nào mà bé nữa, thấy không? Mày liếc dữ lắm rồi đó. Này vô không bị phô á. Nó có bán một cái cây mà... Để liếc á. Cây mà dày kéo vậy nè, bé lắm. Kéo xuống vậy nè. Là phải biết kéo chị ơi, biết kéo không đâu được không? Không, kéo xuống là bé nè. Kéo xuống là bé nè. Không có cần keo, cưa vậy đó. Cưa còn nhà nè. Cầm cái đó nè, kéo xuống cả là nó kéo xuống vậy cả là nó bé lắm. Để kêu, tới kêu, mà nó chụp cái đó giờ thầy coi. Cái đó. Không biết chạy xe cũng như không. Thì đưa thầy tính mua hay là thầy Hiển về thầy Hiển mua. Nhờ ông cụ chở đi nè. Tại tôi lựa dữ lắm mà chẳng có cụ thắng hư sao. Cụ trắng này khó mua lắm. Thế là bên này nó tươi đó. Xanh á, muốn có duyên với ai á, phải cho người ta cái gì đó, nó mới còn qua lại, nó mới còn, chứ còn trên đời là con người mà sống chỉ biết mình không á, không ích kỷ không á, là cái đời qua kiếp lại sinh lên lộn số cũng có mình nè, là cái mình than tại sao tôi cô đơn, mà mình sống vậy nè, cứ kệ kiếp trước mình sao mình không biết, nhưng kiếp hiện tại này nè, cứ việc cơm cho người ta ăn, áo cho người ta mặc. Đó, rồi. Tại sao nó tôi cô đơn, tôi không biết giúp đỡ cho ai hết trơn, lấy đâu ai gần gũi mình không cô đơn. Mình giúp gì đâu có nghĩ là mình ta trả ơn mình. Mà vậy chứ rồi ta cũng ngộ, cái quả đất tròn nha.
Cho nên hồi thờ Đức Phật á, giúp cho 500 người đó, Phật đâu có nghĩ ta trả ơn Phật đâu. Vậy đó mà tới ngày thành Phật á, trước mặt Phật, Phật kia đây 500 người hồi xưa nè, từ bao nhiêu đời vô kiếp mà giải thích mặt ta nè. Mà hồi đó ta cứu các ngươi, ta không có nghĩ rằng là các ngươi theo ta. Thời đó ta cũng như các ngươi thôi. Mà vậy mà tới thời Đức Như Lai thành Phật thì 500 người đã ngồi trước mặt Phật đó, đâu mất gì đâu đâu. Nó ngộ ha, hai con mắt nó mờ đó, thì tai nó hơi lãng phải không cô? Nó lù ù phải không? Chứ hồi xưa mắt tôi tự hào là sáng lắm, lỗ tai tôi nghe thính lắm á. Rồi bây giờ mắt nó mờ, cái tai nó ù ù theo, ngộ thiệt chứ. Bởi tao nó mắt mờ, tai lãng đó. Mai chuẩn bị gì nấu cúng cụ chưa, các cụ chưa? Rồi có cài tôi đi mua gì nữa không? Mai chuẩn chả giò. Rồi nấu rồi canh gì? Có canh súp hả? Súp có cài mua gì nữa không cô? Nấu rồi nấu hủ tiếu mì á. Hủ tiếu mì mình ăn luôn. Mình vừa ăn mình vừa cúng luôn. Hả? Hủ tiếu mì, mình thánh. Mốt chứ? À không, không tắm rồi. Rồi mình thánh, chiên cà sốt ha. Hai món, rồi món kho, món xào, món gì đó. Kể theo phong tục người Bắc thì gọi là mâm cao cổ đầy. Hai mâm à, dọn ba, đúng rồi, không hai mâm. Có con dao gì? Không, cái mới. Tệ phong mới. Phong mới chứ còn nếu mà cũ á, thì sau này ví dụ mình cúng chung rồi mình cúng bốn cái chén á. Mà tại vì dòng mới giống như mình đã xin lỗi như siêu sinh vậy đó. Phải phân biệt, mình cứ nghĩ sống ra chết vậy đi cô. Cái người mới chết thì em bé sơ sinh vậy đó. Mà người ta quan niệm là cúng cái hai chiếc đũa hai bên, còn chính giữa đâu tôi không chịu. Tôi bắt buộc phải ba đâu vậy. Chứ không có chơi kỳ vậy mà này, bên này ta gấp không được, ta giật sao? Không đóng đóng tuần cũng vậy, cho tới mãn tan á. Mới mà cũ. Nhưng mà là tôi hỏi nè, hai chiếc đũa hai bên ra không được, ta giành, ta giật luôn cái chiếc bên đây à. Rồi dâu ăn bóc sao? Chúng ta không được có chiếc sao ta gấp. Rồi mình có quan niệm bị cái lòng của, không phải mình nói ông bà mình để mang cái tội, giống như ông bà quan niệm vậy đó. Cái lòng lo lắng như hơi bảo thủ đó. Rồi cứ nghĩ rằng là ba cũ có hiếp ba mới, cho nên sợ mà cúng ba đôi nó dành ăn hết đi, giống mới ăn có được. Nó quan niệm không phải. Cái quan niệm